Trong 23 người khoa thanh nhạc, đa phần đều chọn người giàu. Chỉ vài đứa thiên tài mới được theo quy định thôi. Nên người như cậu, dù có chết đi sống lại cũng không bao giờ được chọn. Sinh viên giả nên gửi đi trại giáo dưỡng thôi. Minh Sơn A rút cuộc là một học sinh như thế nào? Nếu quỷ kết quả đậu của Minh Sơn A thì chắc chắn người dự bị số 1 là Berona sẽ tự động đậu. Sojina, con bé không có làm cái gì sai mà đúng không? Thôi cậu xin cô một chuyện này thôi. Cô đang nhờ tôi chống lưng để con cô được nhập học đúng không? Chỉ cần không có cô, chỉ cần cô từ bỏ, mình điên rồi. Sao có thể tước đoạt những thứ của đứa bé tội nghiệp này chứ? Sẽ tìm được cách khác thôi.